Hôm nay là ngày 13 tháng 4 dương lịch, cục diện đã thay đổi, thơ sinh gieo duyên dành riêng cho tuổi Dậu, tuổi Ngọ, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi, tuổi Thân và tuổi Tuất. Có phải dạo gần đây các bạn gặp nhiều thị phi trở ngại, trong công việc thì đang bị bế tắc do có tiểu nhân, hiện tại tiền mất, tình cảm thì rời xa, gia đình thì đang xào xáo, từ đầu năm đến giờ làm gì cũng chẳng được, nợ nần khổ tâm, nhất là từ một tháng đổ lại đây, chuyện xui cứ liên tục ập đến, các bạn đã quá mệt mỏi rồi đúng không? Giai đoạn trong cuối tháng 2 nhuận âm lịch này, tất cả sẽ xoay chuyển, vận đã bắt đầu đỏ lên rồi, tiến triển trở lại, tình tiền trở về đầy đủ, sở cầu sẽ được như ý, vận đổi sao dời, cầu được ước thấy, có nhiều cát lập hỗ trợ, có nhiều vận đỏ quay quanh, làm ăn thì gặp được quý nhân giúp đỡ, tiền bạc thì hanh thông thuận lợi vô cùng, cung tài lộc các bạn bắt đầu mở ra trong những ngày tháng cuối tháng 2 nhuận âm lịch, cầu cho những cái con giáp này sắp tới sở cầu được như ý nguyện, tâm thiện ắt sẽ gặt hái được thành công, chúc các bạn đắc lộc và sai tài.